giờ này là mình đang chuẩn bị chuyển rau qua bên kia xong, và thời tiết vẫn đang mưa cô bác anh chị. Chắc có lẽ là qua bên kia thì sẽ kiếm chỗ nào đó đụng mưa thì sau đó mới có thể tiến hành đi tiếp được. Ở này là bồ ngót nè, bồ ngót này hai vợ chồng anh Út cho một khoảng 100 kg á, còn một bó nữa. Hôm nay thì có nhờ anh Linh nè, nên là người dân ở đây để mà dòng cái chiếc xe này lên, xe này chở được như kiến lên. Dạ. Nặng lắm á, ơi đừng đập. Rồi. Rồi sau đó để rau muống luôn. Nó bánh kia, nó mình. Để thì mới rau muống trồng lên cái bằng lại. Là hết rồi Quân. Như là hết trơn rồi, gọn khô rồi, hết mà còn ở dưới còn dưa leo nữa. Dưa leo ở dưới. Dưa leo nữa. Còn dưa leo với hành với khổ qua nữa. Mấy này bỏ lên được nè. À, bỏ lên luôn, con bỏ đó lên đi. Tăng lại cái một hả? Thì bỏ rau rau đó lên hết đi. Nói chung là cũng nhiều lắm á. Dạ. Không hết phải máng qua bên đây luôn hả? Rồi được chưa? Máng thêm bao đó. Cái phần này là cải. Đó, cải với lại mồng tơi. Bên đây là cải luôn. Còn ở trên đây là bồ ngót thì cô bác quý anh chị. Phần này là xe này như thế này ít thôi. Xe có ông Dượng thì ông chở bao nhiêu đây nè. Ờ, bao nhiêu đây rồi thêm ở dưới này có còn cái này nữa. Hết không Dượng? Này băng chắc lát chắc lên thêm đúng không? Chắc lên được chưa? Lấy một bao dưa coi. Một qua cũng được đó. Đây. Đây. Xe này lật dữ ha. Trời ơi. Đây là một xe nè. Đây một xe nè. Và mình một xe nữa là ba xe. Chị tên ơi, chị. Ba xe này luôn á. Dạ. Thấy máy này lão quá hả? Lão gì vậy? Không có gì rưng á. Trả về luôn á. Về bển. À. Anh Linh này ảnh không biết ảnh có lực ảnh chịu lại cái chiếc xe này không nữa. Nói không anh Linh? Nói không? Cố gắng thôi. Mình chịu lại. Rau thôi nó cũng nhẹ, nó không nặng lắm. Cái giờ này là mình đang chuẩn bị chuyển rau qua bên kia xong, và thời tiết vẫn đang mưa cô bác anh chị. Chắc có lẽ là qua bên kia thì sẽ kiếm chỗ nào đó đụng mưa thì sau đó mới có thể tiến hành đi tiếp được. Quay cho cô bác anh chị xem à. Này, mưa khủng khiếp lắm đó. Trời đang u ám rồi. Mong là qua bên kia thì sẽ hết mưa, đã có mấy anh em có thể thuận lợi để mà chuyển rau đến cho những người dân ở Sài Gòn. Nhưng mà mưa được cái là rau ở ngoài này thì nó sẽ tươi hơn nè. Đó, một cái xe rau ở ngoài này nó gặp cái cơn mưa thì nó sẽ tươi hơn. Mong là chuyển lên Sài Gòn gặp nhiều thuận lợi, nó sẽ không bị dập. Cô bác quý chị nghĩ như thế nào, không biết là thuận lợi hay là khó khăn. Khi mà mưa thì rau nó tốt, nhưng mà mấy anh em đi làm ở đây thì cảm thấy rất là lạnh luôn. Mà không đi được nữa, không có áo mưa. Sao Dương Tấn? Đã ta tạnh chút đi rồi đi. Vui không? Vui không? Hả? Vui. Mệt không?
thì không mệt đâu. Đúng rồi. Mai mốt làm nữa không? Làm. Có nhiều làm hết dịch nghỉ hả? Ừ. Nếu không thì làm. Nếu không làm. Còn mà lấy xe kia quá. À. Lấy xe kia kìa. Anh Linh. Vậy. Sao? Hồi đó giờ có đi chở từ thiện ai giờ chưa? Chưa. Dạ. Thì hôm nay đi mưa gặp mưa gió gì thấy cực khổ gì dữ luôn. Không. Dạ. Ừ. Thiệt không? Thiệt. Này là hỏi thiệt nha. Ừ. Vui không? Vui. Vui mà sao thấy cúm chứ hả? Mưa mà không cúm. Mưa cười hoài hả? À? Nó chờ mờ lấy xe kia nó có diện cao xe con cặp á. À, nghe bỏng ghê á, cái chiếc xe là cùi bắp nhất luôn á. Xe này là xe đi chở bọc ngủ mà chở 130kg rau củ. Hả? Mỗi một bao như thế là 10kg nè, 13 bao. Xe mới nhất thì chở có 3 bao. Xe này là chở nhiều nhất nhưng mà ít nhất miền Tây ủng hộ rau củ đến thành phố Hồ Chí Minh đó, thấy không? Kiệt thấy gì đi về vui không Kiệt? Vui. Sao vui? Sao vui nói nghe nè. Hả? Thấy mưa lạnh mà vui cái gì? Thì mình giúp đỡ được người nào hay người đó. Chặt xuống. Chạy nãy giờ xuống tới đây cũng 15-20 phút rồi. Qua đỏ lâu. Nói chung là này giờ này chắc sáng mai tới nha cô ha. Bây giờ dựng tắt. Giờ con banh bao ra ông vô leo vô đi. Chắc con nghe đàng hoàng đó đến mới vậy. Còn tải nó không cắt vô chắc. Chưa. Nói chung mình ém ở trong này nó không sao. Ừ đúng rồi. Chứ em bán này luôn dạ. Cái này cần lắm. Ở trên Sài Gòn bây giờ hiện giờ là một thùng luôn cô bác anh chị quay anh. Một thùng này á. Nói chung là mong thì Sài Gòn sẽ mau qua hết dịch. Sau này chuyển sang đi buôn rồi. Đi lái rồi. Chắc này có hái không cực lắm. Ba cái này là chồng không mà chứ. Này chồng đi mua ta nè. Em đi mua dao á. Cô bác của anh chị thì bây giờ Bùi Hồ cũng chuyển cái hàng hóa ở đây gồm có tất cả nè, một thùng xốp này nè. Với lại ba củ hoa dưa leo hồi sáng cũng có đi gom để chuyển cho em Phong để chuyển lên cho những cái hoàn cảnh mà khó khăn ở trên Sài Gòn cô bác của anh chị. Đó, thì cũng xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị là mạnh thường quân đã ủng hộ cho Bùi Hồ luôn đến thời điểm này chị. Tiền ship của chị em gửi chị 700.000 ha. Rồi em cảm ơn chị rất nhiều ha. Mai mấy giờ tới hả chị ha? Sáng là 7 giờ có. 7 giờ có. Nếu em muốn lấy sớm là tầm 2 giờ xe tới Sài Gòn. 2 giờ xe tới Sài Gòn ha. Rồi cái này là mình lại xe mình lấy ha. Chầm xe mình ở đâu ta? 21 Phó Cơ Điều. 21 Phó Cơ Điều quận 5 hả? Đúng rồi. Rồi. Qua đó là 2 giờ xe tới. Dạ. Còn lấy sáng rồi. Dạ thì đứng xa thì một lần nữa thì để có được cái rau củ quả như ngày hôm nay cũng là nhờ sự giúp sức của cô bác quý anh chị Mạnh Thường Quân thì một Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở những video clip sau nha. Nói chung là những cái tấm lòng này là của bà con dân của miền Tây mình đó, cũng có nhà vườn ủng hộ thêm đó, cũng có mấy vườn để trả tiếp để có thể lên cho người dân Sài Gòn khó khăn qua mùa dịch. Anh Bùi Hồ vừa mới gửi ở ngay tại Cù Lao Ba Xã thuộc huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp và gửi mấy anh em có cắt và gửi lên xe đò từ chiều hôm qua và sáng hôm nay thì nhà chị Tưởng vừa mới nhận được nè. Có rau bồ ngót, có hành lá nữa. Và mình thấy hôm trước anh có chụp cho mình một ít rau củ quả hình như là trong cái thùng này. Trong mấy bao vậy nè. Dạ. Này thì do là gửi xe nhiều cảm giác hơi héo nhưng mà chỉ cần nhúng nước thôi là thấy nó tươi lên liền à. Và đây là cái lượng rau mà mọi người ở dưới miền Tây
đóng góp lên cho bà con ở khu cách ly và một số nơi đang gặp khó khăn ở Sài Gòn. Vừa mới trở tới. Dưa leo hả chị? Dưa leo. Cái này là dưa leo. Bao này là dưa leo. Rồi bao này là hai bao này là dưa leo. Khổ quá. Khổ quá nữa. Rồi không biết cái mục này là gì. Hai hành lá rau muống. Hành lá. Khổ quá. Rau muống. Còn cái hồng này. Đây cái này xuống đi. Để không cái này xuống đi. Rồi mở cái thùng ra cho ba quay coi. Mấy anh gói kỹ ghê ạ. Dự kiến thì lượng rau này sẽ đi cho bà con ở một cái xóm có cái tên nghe nó hơi nhột một xíu, gọi là xóm Cầu Tiêu ở quận Nhất. Sở dĩ gọi là xóm Cầu Tiêu tại vì hồi trước giờ thì cái xóm đó thì là nhà tạm và không chính quyền không cho phép bà con ở đó xây cái nhà cầu tiêu. Cho nên là cả cái xóm đó thì toàn là dân lao động thôi à. Có nhà nhưng mà không có nhà vệ sinh nên là người dân ở đây hay gọi là xóm Cầu Tiêu. Và chiều nay thì sẽ chở hết cái lượng rau củ quả cùng với gạo, đường, mắm, muối cho bà con ở khu vực đó. Ngày hôm qua thì mình thấy một số hình ảnh anh Bùi Hồ qua con chụp gửi, nhìn tươi ghê. Rau gói rất là kỹ, có ủ lá chuối nữa. Bây giờ đồ nữa các rau tươi, cá bẹ xanh con đó, đã hả chị? Mồng tươi nữa. Mồng tươi ủa con anh là 50 phần cái chị. Ừ tươi cá bẹ xanh. Alo, anh hỏi ở vườn có ai rảnh vô ảnh vô chính. Bên này là bộ ngót nè. Mọi người có thể thấy rằng là ở Sài Gòn á, cứ mỗi chỗ thì sẽ gặp những cái nơi phong tỏa như thế này. Nơi mà tụi mình hay nấu cơm, kế bên thì cũng có một cái điểm phong tỏa. Bên này là dưa leo. Cái này khổ qua là xào cũng được mà nấu canh cũng được hết. Ở phía trước mọi người đây là xe chở gạo và rất là nhiều rau từ anh Bùi Hồ. Sáng hôm nay thì nhận được rau của anh thì bây giờ buổi trưa hôm nay mọi người sẽ chuyển rau cho một cái xóm lao động nghèo nằm ngay tại quận Nhất ở Sài Gòn. Đó là xóm hay còn gọi là xóm Cầu Tiêu. Đây là những cái bịch rau mà anh Bùi Hồ tài trợ lên cho bà con. Sau khi nhận đủ thì tụi mình chia lại từng bịch nhỏ. Ngoài rau thì có thêm một ký gà cho một hộ, nhu yếu phẩm nữa, chanh, đường, muối, bột ngọt và gạo. Gần như là trọn vẹn một bữa ăn đầy đủ từ gia vị, gà, rau xanh. Tổng cái chi phí mà để thu mua rau củ quả gửi lên cho em phân bụi để phát cho những khu cách ly ở Sài Gòn thì gồm có khổ qua là 30 kg, 8.000 đồng một ký là 260.000 đồng, thì anh chủ này anh chỉ lấy là 250.000 đồng, dưa leo là 100 kg
giá 4.000 đồng một ký là tổng cộng là 400.000 đồng. Hành 20kg là 200.000 đồng. Rau cải và đu đủ là 385.000 đồng. Xe chở là 700.000 đồng. Tổng cộng là 1.935.000 đồng. Bùi Hồ sẽ trích quỹ của chị giấu tên ở Canada là 1 triệu đồng. Và Bùi Hồ ủng hộ 935.000 đồng. Thì thay mặt các hoàn cảnh khó khăn, xin chân thành cảm ơn một chị giấu tên ở Canada.